hãy xem video này. Nếu bạn đang ngồi, nếu bạn ở đây và xem video này, điều đó có nghĩa là bạn đang ngồi. Bây giờ trong video này, tôi có một số thử thách đối với bạn mà bạn phải ngồi để vượt qua. Vậy bạn đã sẵn sàng chưa? Thử thách 1, tìm màu khác lạ trong hình ảnh này trong 6 giây. Hãy thích video nếu bạn tìm thấy nó. Tiếp theo là thử thách 2, ngồi yên. Hãy ngồi yên và không nhúc nhích và không di chuyển cho đến khi kết thúc. Hãy chia sẻ video nếu bạn đã hoàn thành cấp độ này. Và cuối cùng, 3, tôi có giấu 3 quả bóng bay trong video này, bạn cần tìm chúng. Bạn cũng có thể tua lại video để tìm bóng bay, cho tôi biết trong phần bình luận nếu bạn tìm thấy chúng. Chúc may mắn!